Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Chúng ta sẽ bước vào tiết ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Hình thức kiểm tra học kỳ 1 là chúng ta sẽ kiểm tra tập trung tại lớp. Thời gian làm là 45 phút. Hình thức đề là 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn học kỳ 1 chúng ta sẽ có 4 bài. Bài số 2, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Bài 3, lao động cần cù sáng tạo. Bài 4, bảo vệ lẽ phải. Và bài 5, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Về phần nội dung ôn tập, về lý thuyết, các em xem kỹ cho cô phần nội dung bài học mà chúng ta đã viết trong tập. Về phần bài tập, chúng ta sẽ xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và đề cương ôn tập cũng như là video clip mà cô sẽ gửi lên trên trang web. Bài số 2, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. Một nhỏ, những biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Mỗi dân tộc đều có những đặc trưng khác nhau, ví dụ như là màu da, ngoại hình, vân vân. Và mỗi nền văn hóa đều có sự khác biệt về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, phương thức sinh hoạt, ẩm thực, trang phục, nghệ thuật, kiến trúc, ba chấm. Hai nhỏ, ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi cá nhân luôn sẵn sàng học hỏi để có thể hòa nhập và phát triển, trở thành công dân toàn cầu, phát huy được bản sắc của dân tộc mình và mở rộng các mối quan hệ giao lưu hợp tác. Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. Ba nhỏ, cách rèn luyện. Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới, chúng ta cần tôn trọng tiếng nói, trang phục, tập quán, nghi thức, sẵn sàng tiếp thu và học hỏi những tiến bộ, thành tựu của các dân tộc, các nền văn hóa khác trên thế giới. Ba chấm, học sinh cần phê phán những hành vi kỳ thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa một cách phù hợp. Bài số 3, lao động cần cù sáng tạo. Chúng ta sẽ bước vào phần 1 nhỏ là khái niệm thế nào là cần cù, thế nào là sáng tạo. Cần cù là chăm chỉ, chịu khó một cách thường xuyên trong công việc. Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi trong lao động. Hai nhỏ, biểu hiện của cần cù sáng tạo trong lao động. Biểu hiện của cần cù là làm việc thường xuyên, đều đặn, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách. Biểu hiện của sáng tạo là luôn suy nghĩ, tìm và phát hiện ra cách làm mới hiệu quả, đem lại kết quả cao hơn trong công việc. Ba nhỏ, ý nghĩa là phẩm chất cần thiết, là điều kiện giúp con người nâng cao vốn hiểu biết, rèn luyện các kỹ năng, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong công việc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và được mọi người yêu quý, tôn trọng. Bốn nhỏ, việc làm để thể hiện sự cần cù sáng tạo trong lao động. Học sinh chăm chỉ, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, tìm ra những cách thức làm việc phù hợp để đạt hiệu quả cao trong công việc. Cần trân trọng thành quả lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù sáng tạo. Phê phán, biểu hiện sự chây lười, thụ động trong lao động. Bài số 4, bảo vệ lẽ phải. Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Bảo vệ lẽ phải là tôn trọng, giữ gìn, tuân thủ những điều đúng đắn và các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, nội quy, quy định của các cơ quan, tổ chức và dũng cảm đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu, cái ác. Hai nhỏ, ý nghĩa, giúp con người có cách ứng xử đúng đắn, phù hợp, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định, công bằng, phát triển. Ba nhỏ, những lời nói, hành động cụ thể để bảo vệ lẽ phải. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải. Lên án, phê phán những hành vi sai trái, không phù hợp lẽ phải. Chúng ta bước qua bài số 5, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là môi trường và thế nào là tài nguyên thiên nhiên. Thì ở đây phần 1 nhỏ đã nói rõ khái niệm môi trường là gì.
và chúng ta sẽ bước qua phần 2 nhỏ, sự cần thiết để phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bởi vì để cân bằng sinh thái và đảm bảo cho con người có thể tồn tại trong môi trường trong lành, thuận lợi để phát triển về kinh tế và xã hội, việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cũng chính là bảo vệ chúng ta. Phần 3 nhỏ, quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Vậy thì việc bảo vệ môi trường đó là quyền, là nghĩa vụ và là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng, dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Bảo vệ môi trường nó phải gắn kết với lại phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, với quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền của mọi người được sống trong môi trường trong lành. Bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch. Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường đều có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường. Gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Và chúng ta sẽ qua 4 nhỏ, đó là một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đó là chúng ta phải nâng cao ý thức của mọi người, phải chung tay bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cái thứ hai nữa là khai thác sử dụng hợp lý và phải tiết kiệm cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thứ ba là mọi người phải tuyên truyền vận động, mỗi người phải tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Phần 5 nhỏ là trách nhiệm của học sinh. Vậy thì học sinh có trách nhiệm như thế nào đối với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Đó là bằng những việc phù hợp với lứa tuổi, ví dụ như các em không nên xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông cũng như là đồ nhựa, sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm nước vân vân, và đồng thời biết phê phán, biết đấu tranh, biết góp ý với những hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng như là những hành vi phá hoại tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như là phá rừng hay là săn bắt động vật trái phép. Chúng ta sẽ bước vào phần trắc nghiệm. Câu số 1. Những nét riêng có thể kể đến của các dân tộc là: A. Ngôn ngữ, trang phục, tập quán. B. Cách tìm kiếm một địa chỉ. C. Phong thái khi trò chuyện. D. Ngôn ngữ. Và đáp án của cô là A. Câu số 2. Em cần làm thế nào để cải thiện điểm số của mình trong học kỳ tới? A. Chăm chỉ học hành, làm thêm các dạng bài tập. B. Tìm ra cách làm ôn tập hiệu quả cho các môn lý thuyết. C. Tìm cách giải tỏa áp lực để có thể tập trung vào việc học nhiều hơn. Và đáp án của câu D. Tất cả các đáp án trên đều đúng, và câu trả lời của cô là D. Câu số 3. Đâu là câu tục ngữ chỉ truyền thống lao động của người Việt Nam? A. Cần cù bù thông minh. B. Có công mài sắt có ngày nên kim. C. Cái khó ló cái khôn. D. Cả ba đáp án trên đều đúng, và câu trả lời là câu D. Câu số 4. Việc ăn và tìm hiểu cách làm món bánh có nguồn gốc từ nước ngoài thể hiện sự tôn trọng về mặt nào? A. Ẩm thực. B. Bản sắc văn hóa. C. Tính cách. D. Ngôn ngữ. Và đáp án của cô là A. Câu số 5. Hãy kể tên những khó khăn mà những người bị phân biệt chủng tộc phải gánh chịu. A. Bị đối xử bất công. B. Cơ hội về việc làm giảm. C. Không được nhận các đãi ngộ xã hội thích đáng, tiếp cận với các chính sách thuộc về mình. D. Tất cả các đáp án đều đúng, và câu trả lời của cô là D. Câu số 6. Vì sao chúng ta cần phải sáng tạo trong lao động? A. Sẽ bị tụt hậu, chậm phát triển. B. Sẽ không có thêm nghiên cứu nào. C. Không có ứng dụng nào ra đời. D. Bị thua trên các hội thảo về phát minh sáng tạo. Và câu trả lời của cô là A. Câu số 7. Để hướng tới những điều tốt đẹp thì mọi người cần: A. Bao dung cho những điều sai trái. B. Chung tay bảo vệ lẽ phải. C. Làm những gì có lợi cho bản thân. D. Đáp án khác. Và câu trả lời của cô là B. Câu số 8. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? A. Chỉ có những nước tiên tiến mới có những thành tựu đáng học tập. B. Cần học tập tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc. C. Những sản phẩm nước ngoài đều là tốt, đáng thưởng thức và đáng học tập. D. Cần phải học tất cả những gì mới lạ của nước ngoài. Và câu trả lời
là B. Câu số 9. Em có thể tìm hiểu văn hóa của một quốc gia thông qua đâu? A. Tham gia các hội thảo chia sẻ về các nền văn hóa. B. Đọc sách báo. C. Xem phim ảnh. D. Cả ba đáp án đều đúng và câu trả lời của cô là D. Câu số 10. Bảo vệ lẽ phải là A. Cơ sở quan trọng góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. B. Là lối ứng xử tiến bộ phù hợp với đạo lý làm người. C. Cả hai đáp án trên đều đúng. D. Đáp án khác. Và câu trả lời của cô là câu C. Câu 11. Đâu là ý nghĩa của bảo vệ lẽ phải? A. Giúp con người có cách ứng xử đúng đắn, phù hợp. B. Thúc đẩy xã hội ổn định, công bằng, phát triển. C. Cả hai đáp án trên đều đúng. D. Đáp án khác. Gợi ý trả lời là câu C. Câu 12. Hành động nào dưới đây học sinh nên làm? A. Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn. B. Biết điều chỉnh suy nghĩ hành vi của mình theo hướng tích cực. C. Khích lệ động viên bạn bè có thái độ hành vi bảo vệ lẽ phải. D. Cả ba đáp án trên đều đúng. Và gợi ý trả lời là câu D. Câu số 13. Những sáng tạo nào trong lao động có tác động đến cuộc sống của người lao động? A. Có thêm các cách làm, công cụ giúp tăng năng suất, giảm cách giảm sức người. B. Bộ sưu tập về máy móc phát minh. C. Nguồn việc làm dồi dào. D. Đất canh tác được cải thiện. Đáp án là A. Câu số 14. Biểu hiện nào sau đây chỉ sự sáng tạo và cần cù trong học tập? A. Chuẩn bị bài ở nhà trước khi lên lớp. B. Luôn tìm cách giải quyết việc một cách nhanh nhất. C. Có kế hoạch hợp lý cho từng môn. D. Tất cả các đáp án đều đúng. Đáp án D. Câu 15. Em cần làm như thế nào để trở thành một cá nhân biết bảo vệ lẽ phải trong môi trường lớp học? A. Giữ thái độ thân thiện với thầy cô và bạn bè. B. Dám lên tiếng khi có bạn làm sai trái trong lớp học. C. Ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của giáo viên. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Và câu trả lời của cô là B. Câu số 16. Hành động nào là phá hủy môi trường? A. Đốt túi ni lông. B. Chặt rừng bán gỗ. C. Buôn bán động vật quý hiếm. D. Cả ba đáp án trên đều đúng. Và gợi ý trả lời của cô là câu D. Câu 17. Để phòng chống lũ lụt và thiệt hại do lũ lụt gây ra, chúng ta cần làm gì? A. Đốt rừng để làm nương rẫy. B. Chặt bỏ cây để lấy diện tích làm nhà sinh sống. C. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây. D. Thu hoạch các cây gỗ bán lấy tiền. Gợi ý trả lời là câu C. Câu 18. Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa. B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. C. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. D. Cả ba đáp án trên đều đúng và câu trả lời là câu D. Câu số 19. Em có thể làm gì trong cuộc sống để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? A. Sử dụng tiết kiệm nước. B. Trồng thêm cây xanh khu vực mình sinh sống. C. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng và câu trả lời là câu D. Câu 20. Em có thể làm gì để giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh trường học? A. Cùng nhau dọn dẹp vệ sinh lớp học và xung quanh trường. B. Không vứt rác bừa bãi xung trường. C. Trồng thêm cây xanh hoa vào vườn trường và không gian thêm xanh. D. Tất cả các ý trên đều đúng và câu trả lời của cô là D. Chúng ta sẽ bước qua phần B, tự luận. Câu số 1. Em hãy chỉ ra những việc làm thể hiện sự cần cù, sáng tạo và những việc làm không thể hiện sự cần cù, sáng tạo trong lao động. Vì sao? Câu A. Bạn Hờ luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường. B. Tuy đã giải được bài toán nhưng bạn M vẫn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm các cách giải khác hay hơn. C. Trong hoạt động thảo luận nhóm, bạn P rất ít khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và hay ỷ lại bạn bè. D. Mỗi tuần, bạn T cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ cây cọ nhí vẽ những bức tranh về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông bằng bút sáp tái sử dụng. Gợi ý trả lời câu số 1 của cô. Những việc làm thể hiện sự cần cù, sáng tạo
Bạn Hờ luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường. Bạn Mờ luôn cố gắng suy nghĩ để tìm thêm các cách giải bài toán hay hơn. Bạn T vẽ tranh bằng bút sáp tái sử dụng. Giải thích cho những việc làm này là trong quá trình học tập, các bạn Hờ, T, M đã nỗ lực chăm chỉ để vượt qua khó khăn, luôn tìm tòi sáng tạo, phát hiện ra những cách làm mới để đem lại kết quả và chất lượng tốt hơn. Việc không thể hiện sự cần cù sáng tạo đó là bạn B thường xuyên ỷ lại vào bạn bè trong hoạt động thảo luận nhóm. Và giải thích cho cái câu này là bởi vì hành động của bạn B cho thấy bạn B có thái độ học tập thiếu tích cực, thiếu sự chăm chỉ và sáng tạo. Câu số 2, câu tục ngữ sau chỉ truyền thống gì của người Việt Nam? Nữ nghĩa của câu tục ngữ. Câu tục ngữ là cần cù bù thông minh và câu có công mài sắt có ngày lên kim. Gợi ý trả lời của cô là câu tục ngữ trên chỉ truyền thống lao động của người Việt Nam. Giải thích ý nghĩa là câu cần cù bù thông minh có ý nghĩa là khẳng định giá trị của sự chăm chỉ nỗ lực trong cuộc sống. Còn câu tục ngữ có công mài sắt có ngày lên kim, ý nghĩa của nó là khuyên con người nên có lòng kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi gian khó. Khi kiên trì nỗ lực thì chúng ta sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng. Câu kế tiếp, em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến sau đây vì sao? A. Bảo vệ môi trường không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn góp phần bảo vệ cho thế hệ tương lai. B. Chỉ người lớn mới cần quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. C. Tài nguyên thiên nhiên là vô tận nên không nhất thiết phải tiết kiệm. Trả lời câu số 3, đối với câu A là đồng tình bởi vì ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng và hậu quả lớn, lâu dài, phức tạp. Do đó, việc bảo vệ môi trường không chỉ là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta ở hiện tại, mà nó còn có giá trị đảm bảo sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Đối với câu B là không đồng tình bởi vì bảo vệ môi trường đó là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân ở mọi độ tuổi. Trẻ em cũng có thể thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi. Đối với câu C là không đồng tình bởi vì tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận mà rất có thể sẽ bị suy kiệt nếu như chúng ta không biết cách khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm. Câu số 4, em hãy cho biết hành vi nào dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. A. Thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi quy định. B. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình bảo đảm vệ sinh không gây ô nhiễm tiếng ồn. C. Che giấu hành vi khai thác rừng trái phép. D. Nhà nước sẽ chi trả kinh phí dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. E. Săn bắt buôn bán động vật quý hiếm thuộc danh mục nguy cấp. G. Khai thác nước ngầm trái phép để kinh doanh. Gợi ý trả lời của cô, những hành vi phù hợp với quy định của pháp luật là đó, câu A, câu B và câu D. Và những hành vi trái với quy định của pháp luật là câu C, câu E và câu G. Câu số 5, em hãy bày tỏ quan điểm đối với những ý kiến sau. Bảo vệ lẽ phải là lối sống văn minh, tiến bộ và phù hợp với đạo lý làm người. B. Bảo vệ lẽ phải là nhắc nhở, phản đối khi thấy người khác làm sai. C. Người biết bảo vệ lẽ phải thường dễ bị thiệt thòi. Câu D. Lời nói, hành động bảo vệ lẽ phải cần phải phù hợp với lứa tuổi. Gợi ý trả lời của cô, em không đồng tình với đánh giá của bạn M. Bởi vì những việc làm của bạn B cho thấy bạn đã có thái độ tích cực, luôn chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong học tập. Thái độ học tập đúng đắn đã giúp bạn M có được kết quả cao, được thầy cô bạn bè quý mến, đồng thời cũng giúp đỡ được nhiều bạn học sinh khác. Vì vậy, chúng ta nên cổ vũ, khuyến khích và học tập theo bạn M. Những hành động và lời đánh giá của bạn M cho thấy bạn M còn lười biếng khi chăm chỉ, nỗ lực và sáng tạo trong học tập. Bài số 6, trên đường đi học về, bạn Tờ vô tình chứng kiến cảnh bạn M đang bị nhóm bạn K đe dọa. Thấy bạn Tờ đến, bạn K cảnh cáo rằng nếu không muốn bị ăn đòn thì phải giữ im lặng. Bạn vì sợ bị liên lụy nên bạn Tờ đã từ chối khi M yêu cầu làm chứng để tố cáo nhóm bạn K với giáo viên chủ nhiệm. Hỏi,
Em có đồng tình với hành động của bạn Tờ không? Vì sao? Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Nếu em là Tờ, em sẽ làm gì? Gợi ý trả lời của cô: em không đồng tình với hành động của bạn Tờ bởi vì việc bạn giữ im lặng đã gián tiếp ủng hộ cho hành động bạo lực học đường, gây tổn thương cho bạn M. Và qua cách hành xử, ta cũng thấy được bạn Tờ chưa biết cách tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Vậy thì thế nào là bảo vệ lẽ phải? Ở câu trả lời này, các em phải thuộc lòng cái phần lý thuyết cô dạy. Nó là khái niệm. Bảo vệ lẽ phải là tôn trọng, giữ gìn, tuân thủ những điều đúng đắn, các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, và dũng cảm đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu, cái ác. Nếu là Tờ, em sẽ động viên, an ủi và giúp đỡ bạn M. Báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm hoặc người lớn đáng tin cậy để nhờ sự trợ giúp từ họ. Chúng ta vừa ôn xong nội dung bài để có thể bước vào kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Cô chúc các em có được một bài thi thật là tốt. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.